Hôm nay thì có anh khách mang máy qua để bán lại. Máy của anh ấy mới mua được có mấy hôm thôi, nhưng mà vì nhu cầu không sử dụng đến nên đã quyết định bán lại để lấy tiền sử dụng vào mục đích khác cần thiết hơn. Thì chính sách bán lại của bên em là đối với máy dưới 10 triệu thì sẽ trừ đi 1 triệu, và máy trên 10 triệu thì sẽ trừ 10% và không kể thời hạn anh em nhé. Anh em mới mua có mấy ngày như này thì anh em nhìn vào sẽ thấy là trừ hơi nhiều đúng không? Tuy nhiên ý, là em cam đoan với anh em luôn là em trừ như này là thấp nhất cái quả đất này rồi. Nhiều nơi nhá, anh em mua máy xong đi ra cửa hàng quay lại bán đã trừ 15-20% rồi. Nhưng mà anh em mua máy của em dùng 1 năm này, 2 năm hay là 5 năm, em cũng chỉ trừ 1 triệu đối với máy dưới 10 triệu và 10% đối với máy trên 10 triệu anh em nhá. Và mặc dù là máy mới mới có mấy hôm thôi và vẫn còn tem bảo hành ở dưới cái ốc đít ý, tuy nhiên thì bên em vẫn phải mở ra để kiểm tra như bình thường. Sao vừa mua mấy hôm đã bán lại thế anh? Dùng máy này là dùng máy to thế hơn. Mà dùng đang dùng máy đấy, dùng máy này như hạch làm sao mà lấy được. Đảm bảo với anh em là máy bên em thu lại cao nhất Việt Nam rồi, nên là anh em có bán lại thì cũng sẽ không sợ lỗ quá nhiều. Và đấy là đối với trường hợp bán lại thì em sẽ thu 90%. Còn anh em nào mà muốn lên đời thì em sẽ thu 100% giá bán lẻ. Thế nha.